Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp những tin tức nổi bật trong ngày được phát trực tiếp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Chương trình xin được mở đầu với phần điểm lại các hoạt động đáng chú ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong ngày. Trong chiều ngày 12 tháng 8, tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Kamal Manhotra, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác. Chủ tịch nước đã cảm ơn những đóng góp quý báu và hỗ trợ thiết thực của các tổ chức Liên Hợp Quốc, trong đó có cá nhân ông Kamal Manhotra, trong hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập, nâng cao vai trò và vị thế trên trường quốc tế. Chủ tịch nước đặc biệt đánh giá cao vai trò tích cực của các tổ chức Liên Hợp Quốc trong hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19 thông qua nhiều hình thức khác nhau, tham gia vận động vaccine cho Việt Nam qua chương trình COVAX, hỗ trợ vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Chiều ngày 12 tháng 8 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ngài Kamal Manhotra, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn ngài Kamal Manhotra và Liên Hợp Quốc đã tích cực hỗ trợ Việt Nam về vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là hỗ trợ vaccine thông qua cơ chế COVAX, đồng thời mong muốn Liên Hợp Quốc tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau dịch bệnh. Đánh giá cao Liên Hợp Quốc, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và cá nhân ngài Kamal Manhotra về những đóng góp to lớn trong các hoạt động của Quốc hội trong thời gian vừa qua, đặc biệt với sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả đã tăng cường kỹ năng cho các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các cơ quan của Liên Hợp Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ Quốc hội Việt Nam. Cũng trong chiều ngày 12 tháng 8 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo tại cuộc làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sĩ Thanh cho biết trong năm 2021 có 190 cuộc kiểm toán, dự kiến tổ chức thành 213 đoàn kiểm toán, đã kết thúc 91 đoàn kiểm toán. 8 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 50.878 tỷ đồng, tăng thu ngân sách nhà nước 6.659 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 5.798 tỷ đồng và kiến nghị khác 38.421 tỷ đồng. Kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 67 văn bản pháp luật. Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 151 báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho các đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án, các cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát, chuyển một vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, sang năm thứ 28 hoạt động, Kiểm toán Nhà nước đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Nhấn mạnh việc đảm bảo nguyên tắc, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Đồng chí căn cứ vào luật phòng chống tham nhũng lãng phí và thứ hai nữa là cái chương trình hành động của chính phủ hàng năm đều có cả từ tài chính, tài khoá cho đến tất cả các thứ đó kia này các vân vân. Và trong kiểm toán thì tôi đề nghị công chí đừng quên là mấy cái vấn đề lớn không bao giờ được quên, đó là ba cái chính sách vĩ mô hết sức là quan trọng, đó là chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, thứ ba là chính sách thương mại. Vĩ mô thì nhiều nhưng ba cái trụ cột mà trong các cái chính sách vĩ mô là tài khoá, tiền tệ và thương mại, đảm bảo cái lành mạnh, cái an ninh về tài chính, cái an toàn với nợ công, rồi phối hợp giữa tài khoá và tiền tệ, rồi trả nợ thế nào, cơ cấu lại về tài chính công, về nợ công như nào, ta làm vừa rồi về mặt thực tiễn nó rất là tốt. Nhưng bây giờ chúng ta tiếp tục cái này lên, như anh Phước nói là rất mong muốn cái ổn định an ninh về tài chính, cái căn cơ đấy mà bây giờ ổn định vĩ mô cái là quan trọng nhất. Thì trong định hướng kiểm toán các ông chí phải phục vụ cho công tác này, rồi định hướng cho cái việc xây dựng pháp luật, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ các cái điểm nghẽn, các cái vướng mắc về thể chế và chính sách, khắc phục cái tình trạng là chỗ nào bảo là vướng thể chế nhưng nói là vướng cái gì thì không chỉ ra được. Quan trọng bây giờ là cái chúng ta đang ở chỗ là phải chỉ ra được nó là cái gì và sửa ở đâu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tích cực triển khai nghị quyết giám sát tối cao của Quốc hội về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, cũng như sớm xây dựng đề án hoàn thiện tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động Kiểm toán Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Kiểm toán Nhà nước sớm xây dựng kế hoạch để triển khai chiến lược Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030, không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động, khắc phục tình trạng
phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm. Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị Kiểm toán Nhà nước đánh giá lại việc thi hành luật kiểm toán, cũng như tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác kiểm toán, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên mạnh về năng lực, vững về phẩm chất và liêm chính trong thực thi công vụ. Chuyển sang những thông tin liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên cả nước. Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các nhà khoa học, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và sản xuất vaccine ngừa COVID-19 để tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc thúc đẩy sản xuất vaccine ngừa COVID-19 ở trong nước. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng đánh giá tất cả các ý kiến tại cuộc họp đều rất tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm cao phải nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất được vaccine tại Việt Nam sớm nhất có thể. Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chung về công tác nghiên cứu, sản xuất vaccine ngừa COVID-19, yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ có liên quan, các hội đồng cùng vào cuộc hướng dẫn về quy trình thủ tục để các đơn vị đang tiến hành nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm, sản xuất vaccine, thuốc và các trang thiết bị vật tư y tế như là kit xét nghiệm đáp ứng ngay, không để vì thủ tục hành chính mà ách tắc công việc. Thủ tướng nhấn mạnh tất cả chúng ta đã cố gắng rồi, phải cố gắng hơn nữa. Mục tiêu cuối cùng là Việt Nam sớm có vaccine tự sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, khu vực Đông Nam Bộ không chỉ là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là thủ phủ công nghiệp, là đầu tàu kinh tế của nước ta. Trong đợt dịch lần thứ tư này, Đông Nam Bộ chính là vùng dịch lớn nhất cả nước, với thành phố Hồ Chí Minh là điểm nóng nhất. Sớm kiểm soát được dịch COVID-19 tại khu vực Đông Nam Bộ để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đồng thời cũng giúp ổn định hoạt động kinh tế của cả vùng và cả nước chính là mục tiêu mà Chính phủ và các tỉnh thành Đông Nam Bộ hướng tới. Và để đạt được mục tiêu này trong thời gian sớm nhất thì việc tăng độ phủ vaccine ngừa COVID-19 cho khu vực này là điều kiện tiên quyết. Những ngày này, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu đang cấp tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Là thủ phủ công nghiệp của cả nước, với hàng triệu công nhân làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, thế nên các địa phương Đông Nam Bộ đều ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân nhằm bảo vệ sản xuất của doanh nghiệp, ổn định hoạt động kinh tế trên địa bàn. Tại Đồng Nai, các anh chị thấy gì, số ca mắc là rất là cao. Thì như vậy là ngoài công việc là coi như là truy vết cho đối tượng ở các F0 tại cộng đồng, thì hiện nay đồng CDC Đồng Nai cũng huy động tất cả nhân viên của CDC để mà tham gia trong công tác tiêm chủng. Thì hiện tại thì theo kế hoạch thì trung tâm kiểm soát bệnh tật chúng tôi thì thành lập được 6 tổ tiêm. Đông Nam Bộ hiện là vùng đỏ lớn nhất cả nước về COVID-19. 5 địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu và Tây Ninh nằm trong số 10 tỉnh thành dẫn đầu về số ca nhiễm của đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay. Nỗ lực ngăn dịch trong những tháng qua, song đến nay, số ca mắc mới của các tỉnh thành Đông Nam Bộ vẫn ở mức báo động, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Tiêm vaccine cho người dân càng nhiều, càng nhanh càng tốt là mũi nhọn chiến lược của các địa phương. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm cho hơn 3,4 triệu người. Mình đã tiêm được 3 triệu 430, mà nếu có với số lượng vaccine thêm 5 triệu rưỡi, với cả khoảng tiêm cho mũi 2 nữa, thì như vậy chúng ta sẽ đạt gần sắp xỉ con số 7 triệu. Mà theo tính toán thì cái số người dân mà từ 18 tuổi trở lên ở thành phố thì cũng sắp xỉ 7 triệu. Tức là chúng ta đạt đến gần như 100%, chứ không phải là 70% nữa, nếu mà trong tháng 8 có đủ cái vaccine. Vaccine là tấm khiên an toàn. Thế nhưng nguồn cung và việc phân bổ vaccine còn hạn chế, tiến độ tiêm ở một số nơi bị chậm, khiến các địa phương chưa thể thiết lập lá chắn quan trọng ngăn chặn COVID-19. Cung cấp, phân bổ thêm vaccine là mong muốn lớn nhất của các địa phương. Hiện thành phố Hồ Chí Minh cần 5,5 triệu liều vaccine trong tháng 8. Bình Dương kiến nghị thêm 1 triệu liều vaccine. Bình Dương ở chúng tôi là một điểm nóng trong công tác phòng chống dịch. Thì chúng tôi rất mong được Chính phủ, Bộ Y tế quan tâm hơn nữa. Đặc biệt là hỗ trợ cho Bình Dương sớm có vaccine để tiếp tục tiêm cho nhân dân và đặc biệt là trong công nhân ở các cái khu công nghiệp. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại phía Nam, xét kiến nghị của các địa phương, ngày 11 tháng 8, Chính phủ đã đề nghị Bộ Y tế chuyển vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh và 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Việc ưu tiên nguồn vaccine và phân bổ kịp thời cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh không chỉ giúp sớm kiểm soát được dịch bệnh ở tâm dịch này, mà còn để không làm đứt gãy chuỗi sản xuất nơi đầu tàu tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế cả nước. Cũng liên quan tới vấn đề vaccine,
Thưa quý vị, theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19, số huy động vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 tính đến 17 giờ ngày hôm nay 12 tháng 8 là 8.514 tỷ đồng. Hiện nhiều tổ chức cá nhân vẫn đang tiếp tục ủng hộ quỹ với mong muốn đóng góp công sức để Việt Nam chiến thắng đại dịch. Đến nay còn 13 đơn vị tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 nhưng mà chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc là chưa chuyển hết đúng theo cam kết. Về diễn biến của dịch COVID-19 trong cả nước, thưa quý vị, trong bản tin tối ngày 12 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 5.025 ca mắc COVID-19, trong đó thì Bình Dương đã trở thành địa phương có số ca mắc nhiều nhất trong 12 giờ qua với 2.117 ca. Như vậy là trong ngày hôm nay thì cả nước đã ghi nhận 9.667 ca nhiễm mới, trong đó có 14 ca nhập cảnh và 9.653 ca được ghi nhận ở trong nước. Có 4 trên 62 tỉnh thành phố đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới ở trong nước, đó là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu. Tổng số liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm ở nước ta là 12.098.821 liều. Cũng trong chiều ngày 12 tháng 8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra thực tế công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại quận Long Biên. Các địa điểm kiểm tra là những khu vực có nguy cơ cao, khu cách ly tập trung như là chợ Gia Lâm, khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Đường sắt, Tổng công ty May 10 và kiểm tra phương án chuẩn bị cơ sở thu dung điều trị F0 tại khu tái định cư thuộc phường Thượng Thanh, ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tuấn. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân quận Long Biên đã chủ động tích cực thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ quận ủy Long Biên tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo mô hình 3 lớp để đạt hiệu quả cao nhất, bảo đảm chỉ cơ quan, công sở, doanh nghiệp có phương án phòng chống dịch thực chất hiệu quả được phê duyệt mới được hoạt động. Việc tổ chức hoạt động bao gồm cả số lượng người đi làm phải đúng phương án và cam kết. Cấp ủy, chính quyền cấp trên phải tăng cường kiểm tra công vụ để bảo đảm cấp dưới thực hiện nghiêm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trước dịch bệnh. Từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 8, trên địa bàn quận Long Biên đã phát hiện ra 9 ca F0. Hiện nay, quận đang duy trì trực, phong tỏa 7 khu vực có liên quan đến các ca F0 tại 5 trên 14 phường, đã bố trí gần 700 chốt kiểm soát và gần 2.000 người trực luân phiên để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn quận. Thưa quý vị, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng diễn ra vào ngày hôm nay 12 tháng 8, các phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho người dân đã được xây dựng và áp dụng nếu như thành phố nâng cấp phòng dịch trong thời gian tới. Trong ngày 12 tháng 8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 78 ca mắc COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng đã xây dựng phương án nâng cấp các biện pháp phòng dịch, yêu cầu toàn bộ người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà để triển khai xét nghiệm truy vết trên toàn dân. Các phương án đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa cho hơn 1 triệu người dân nếu áp dụng biện pháp phòng chống dịch mới cũng được chính quyền thành phố quan tâm. Cảng cá Thọ Quang chúng ta cũng dừng. Nếu mà các cái chợ đầu mối mà chúng ta không tổ chức được thì cái đầu vào của chúng ta là không có. Với một cái số lượng như thế là xin thưa các ông chí là rất là đáng lo. Thì đề nghị các ông chí phải chuẩn bị rất kỹ các cái phương án này. Tại cuộc họp, các địa phương cơ bản thống nhất với phương án phòng chống dịch mới của thành phố và đã lên kế hoạch thực hiện cụ thể để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong khu vực với phương châm 4 tại chỗ. Trước đó, sau khi có thông tin thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện nâng cấp các phương án phòng dịch với yêu cầu người dân sẽ phải tuyệt đối ở trong nhà trong vòng 7 ngày, tình trạng người dân tập trung đến các siêu thị, chợ truyền thống để tích trữ hàng hóa đã xảy ra. Tuy nhiên, theo thống kê của thành phố Đà Nẵng, các nguồn cung ứng hàng hóa và hàng hóa dự trữ tại đây vẫn luôn đảm bảo để phục vụ người dân. Sau khi được sự đồng ý của Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho thai phụ mang thai từ 13 tuần tuổi trở lên. Chương trình này nhằm đảm bảo an toàn cho thai phụ và thai nhi trong những tháng thai kỳ, nhất là những thai phụ có bệnh mãn tính ổn định. Lần đầu tiên, thai phụ mang thai trên 13 tuần và sản phụ đã được tổ chức tiêm cho nhóm phụ nữ đang mang thai. Đây là hoạt động diễn ra khẩn cấp ngay sau khi Bộ Y tế cho phép thực hiện chích ngừa cho nhóm có nguy cơ rất cao, vốn bị trì hoãn trước đó. Hiện một số bệnh viện sản và bệnh viện chuyên khoa tại thành phố đã được sự cho phép đăng ký tiêm ngừa cho thai phụ như Từ Dũ, Hùng Vương, Đại học Y Dược. Chúng ta thấy rằng là số ca nhiễm nó nhiều quá và đặc biệt là những cái trường hợp thai phụ nó trở nặng thì cũng rất nhiều. Mặc dù biết rằng là công việc nó sẽ nhiều hơn, vất vả hơn, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái cách để giúp cho các cái phụ nữ mang thai tiếp cận được vaccine và cũng giúp cho cái số phụ nữ mang thai
giảm đi cái việc mà trở nặng khi mà nhiễm giảm ma nhiễm COVID. Theo thống kê, có khoảng 10% thai phụ mắc COVID-19 diễn tiến nặng, rơi vào nguy kịch. Do đó, tiêm ngừa vaccine là nhu cầu bức thiết đặt ra để bảo vệ sinh mạng của cả mẹ và bé. Đặc biệt, những thai phụ mắc tiểu đường, tim mạch, có bệnh nền điều trị ổn định, được khuyến cáo có thể tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, thì Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang chỉ đạo các lực lượng cải tạo trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến của đơn vị để trở thành trung tâm hồi sức tích cực quốc gia điều trị COVID-19. Đây là một trong 12 cơ sở chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch được Bộ Y tế thành lập và được coi là trung tâm hồi sức lớn nhất miền Tây. Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia điều trị COVID-19 được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cải tạo từ trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến của đơn vị. Tòa nhà có 3 tầng rộng khoảng 2.000 m². Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, bệnh viện đã chuyển công năng tòa nhà thành trung tâm hồi sức tích cực với công suất 200 giường bệnh. Ngoài ra, một phần khoa nhiệt đới cũng được chuyển đổi thành một phần của trung tâm. Hiện khâu hạ tầng đã được hoàn thiện xong, hệ thống oxy và các máy thở đã được lắp đặt. Cùng với đó là một bồn oxy 20 tấn. Để sớm đi vào hoạt động, lãnh đạo bệnh viện liên tục đốc thúc tiến độ triển khai thiết bị, đồng thời điều động khoảng 200 bác sĩ điều dưỡng để vận hành trung tâm. Ví dụ như là đơn vị hồi sức mẫu tim, khoa đột quỵ, khoa gây mê hồi sức, khoa nội tim mạch, khoa hô hấp, thì bệnh viện đã có kế hoạch tập huấn cho tất cả các bác sĩ tham gia về kỹ thuật thở máy hoặc là những cái kỹ thuật chuyên sâu liên quan đến hồi sức. Thì đến thời điểm này thì công tác đào tạo chuẩn bị nhân lực đã hoàn chỉnh để đưa vào vận hành trong thời gian tới. Trung tâm hồi sức tích cực được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo chuyên sâu về hồi sức tích cực, sẽ góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong đối với các trường hợp COVID-19 tiên lượng nặng. Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 nặng cho các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long chuyển đến. Theo dự kiến, trung tâm sẽ chính thức hoạt động vào ngày 14 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức buổi họp báo trực tuyến để công bố kết quả nghiên cứu thành công giai đoạn tiền lâm sàng thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 có tên là Vidovir. Tuy nhiên, thì trước những ý kiến khác nhau về sản phẩm thuốc thử nghiệm Vidovir và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vidovir C do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia sản xuất và quảng cáo, Viện đã có yêu cầu doanh nghiệp sẽ phải đổi tên để tránh hiểu lầm cho người tiêu dùng. Theo văn bản công khai trên cổng thông tin điện tử của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 12 tháng 8, Viện Công nghệ Sinh học, đơn vị chủ trì đề tài nghiên cứu thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19, Vidovir, đã ban hành công văn số 421, nêu rõ việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia đơn phương sản xuất đăng ký lưu hành thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vidovir C là không đúng với nội dung hợp đồng hợp tác công nghệ sản xuất ký ngày 20 tháng 3 năm 2020 giữa Viện Công nghệ Sinh học và Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia, yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia thay đổi tên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vidovir C để tránh hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Theo thông tin từ cuộc họp báo ngày 10 tháng 8 do Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thì nghiên cứu thuốc Vidovir ngoài cơ quan chủ quản là Viện còn có sự tham gia của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia. Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty này đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Vidovir tại Cục Sở hữu Trí tuệ từ năm 2020 nhưng vẫn trong giai đoạn chờ cấp. Thì bất luận là Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam chưa nộp bất kỳ đơn đăng ký nào, hoặc có thể nộp đơn đăng ký mà có ngày nộp đơn muộn hơn so với cái ngày nộp đơn của công ty Vinh Gia. Hiện nay công ty Vinh Gia theo chúng tôi được biết là họ đã nộp cái đơn đăng ký nhãn hiệu này từ tháng 8 năm 2020 và hiện nay cái đơn này vẫn đang trong quá trình xem xét mà chưa được cấp bảo hộ. Thế cho nên là Viện Khoa học Hoàng Lâm có thể nộp đơn phản đối nếu chứng minh được bằng các điều khoản trong hợp đồng. Trên trang web chính thức, công ty dược phẩm Vinh Gia khẳng định sản phẩm Vidovir C của đơn vị này là thực phẩm chức năng được công bố từ ngày 29 tháng 6 năm 2021. Mặc dù sản phẩm chưa được bán tại các nhà thuốc, nhưng tên sản phẩm bảo vệ sức khỏe này có tên gọi gần giống với tên của loại thuốc điều trị COVID-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm đã khiến dư luận có những nhầm lẫn không đáng có. Thưa quý vị, năm học 2020-2021 là năm đặc biệt với ngành giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng do diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp. Nhưng với sự chung tay nỗ lực của toàn ngành thì gần 9 triệu học sinh bậc tiểu học đã cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học.
Và đây là nhận định tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày 12 tháng 8 tại Hà Nội. Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên ngành giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Đánh giá chung kết quả của học sinh lớp 1 trong cả nước, năm học đầu tiên triển khai chương trình sách giáo khoa mới cho thấy 41% số các em học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình, 15% học sinh hoàn thành tốt, 41% hoàn thành và 3% số học sinh chưa hoàn thành. So sánh với chương trình trước đây cho thấy số học sinh chưa hoàn thành tương đương, nhưng số học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt chương trình đã tăng cao hơn. Yêu cầu của chúng tôi đưa ra đó là giáo viên phải thực sự linh hoạt, dạy thì phải dạy chậm, chắc và phải có chất lượng. Có thể là các cái bài và cô có thể phân ra theo đối tượng học sinh để dạy vừa sức với học sinh của mình, dạy đến đâu học sinh đọc được và viết được đến đấy. Năm học qua cũng ghi nhận một số tồn tại hạn chế của giáo dục tiểu học, trong đó việc biên soạn sách giáo khoa theo chương trình mới lần đầu tiên được áp dụng nên gặp nhiều khó khăn từ khâu thiết kế đến khâu tổ chức thực hiện. Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý còn chưa đồng đều. Nhằm khắc phục những hạn chế khó khăn, giáo dục tiểu học đã đặt ra 5 nhiệm vụ với nhiều giải pháp cụ thể cho năm học 2021-2022. Trong đó, cấp học này sẽ tiếp tục triển khai đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và lớp 2. Năm học 2021-2022, năm học đầu tiên thực hiện với chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 2. Cũng là năm thứ hai triển khai với lớp 1, chúng ta phải kế thừa cái kết quả triển khai thực hiện thành công về việc triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 1 để áp dụng trực tiếp cho lớp 2. Tôi nhấn mạnh là chúng ta cần phải chuyển trạng thái của nền giáo dục sang một cái trạng thái bình thường mới. Năm học 2021-2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng giáo dục tiểu học cũng cần đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học để khắc phục ứng phó với tác động của dịch COVID-19 đối với cấp tiểu học, chủ động có các phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục và điều kiện thực tế của người học, tổ chức xây dựng kho học liệu điện tử phù hợp để sẵn sàng cho việc tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp, học sinh phải tạm dừng đến trường nhưng việc học vẫn không gián đoạn. Thưa quý vị, từ những ngày đầu chống dịch thì lực lượng đoàn viên thanh niên của cả nước đã chung sức lập nên một phòng tuyến áo xanh với đầy đủ các nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch. Thế nhưng thì cuộc chiến nào và mặt trận nào cũng sẽ có những rủi ro nhất định, và nhất là khi mà đương đầu với một kẻ thù vô hình như là COVID-19. Và vừa qua thì câu chuyện về một số thanh niên tình nguyện đã không may bị nhiễm COVID-19 phải điều trị cách ly khi tham gia chống dịch đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Vâng, vất vả, rủi ro là như vậy, nhưng giữa lúc bệnh dịch khó khăn thì màu áo xanh tình nguyện không e dè ngần ngại, tiếp sức cùng hệ thống chính trị, tuyến đầu chống dịch. Càng gian khó, nhiệt huyết, tuổi trẻ lại càng được thể hiện mạnh mẽ hơn. Và ngay sau đây là phóng sự nhân ngày quốc tế thanh niên 12 tháng 8. Hai thanh niên tình nguyện của đoàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội không may mắc COVID-19. Hiện hai đoàn viên đang được điều trị, 26 đoàn viên thanh niên có liên quan đang thực hiện cách ly tập trung. Thế nhưng kể cả trong lúc này, tinh thần xung kích của tuổi trẻ cũng chưa bao giờ tắt trong suy nghĩ của những chiến binh này. Tất cả chúng tôi luôn luôn tự rèn luyện và giữ gìn sức khỏe thật là ổn định và đang rất mong được sớm trở về quê hương, trở về với địa phương để tiếp tục tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, quyết tâm giữ gìn bảo vệ sự bình yên cho xóm làng. Từ những ngày đầu chống dịch, lực lượng đoàn viên thanh niên cả nước đã chung sức lập nên một phòng tuyến áo xanh với nhiều nhiệm vụ, từ việc kéo loa két đi khắp các phố làng để tuyên truyền cho nhân dân đến tham gia vào tổ COVID cộng đồng, các điểm chốt chặn, các điểm cách ly phong tỏa, điều phối hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm. Mặt trận nào, lĩnh vực nào cũng có bóng áo xanh. Nhiều tình nguyện viên là những người lần đầu tham gia tình nguyện. Lo sợ có, e dè có, nhưng vượt lên trên tất cả là mong muốn được cống hiến. Hiện tại em mới bắt đầu tham gia hoạt động đoàn được khoảng hơn tháng. Dịch COVID đang diễn ra khá phức tạp. Thế là một đoàn viên thanh niên của phường Thượng Thanh, em muốn đóng góp một phần công sức của mình để có thể giúp ích cho Tổ quốc và cho địa phương của mình đang sinh sống. Các bạn thanh niên thì mới đầu các bạn tham gia các bạn cũng lo sợ. Tuy nhiên thì cũng đã được trang bị đầy đủ các cái kiến thức về phòng chống dịch bệnh, các cái kỹ năng cơ bản để các bạn có thể bảo vệ bản thân mình khỏi dịch bệnh.
Ngoài ra thì các bạn thực hiện nhiệm vụ thì các bạn cũng đều được hướng dẫn để giữ gìn sức khỏe của bản thân mình ạ. Bên cạnh việc trang bị đầy đủ bảo hộ để đảm bảo an toàn cho những tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch, ngay từ đầu cùng khâu tuyển chọn, các tình nguyện viên đủ điều kiện đã được trang bị kiến thức cơ bản để tự bảo vệ bản thân. Đồng thời 100% tình nguyện viên được ưu tiên tiêm chủng từ 1 đến 2 mũi vaccine. Trong một số công việc có những cái tai nạn không may xảy ra đối với tình nguyện viên thì cái điều đó cũng sẽ không làm cái suy giảm cái ý chí của các bạn tình nguyện viên, mà các bạn sẽ càng tăng thêm cái sự cẩn thận của mình để đảm bảo an toàn cho chính mỗi tình nguyện viên và đều sẽ quyết tâm để đẩy lùi dịch bệnh. Tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19, những đoàn viên thanh niên này không hề có và không màng chế độ hỗ trợ, lợi ích vật chất hay thù lao nào. Trong gian khó, trong nghịch cảnh, khoác lên mình tấm áo xanh, những người trẻ này vẫn tiếp tục tình nguyện, cống hiến với mong muốn sẽ góp sức cùng người dân cả nước chiến thắng đại dịch. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp những tin tức nổi bật trong ngày của truyền hình Thông tấn. Để theo dõi lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào website vnews.gov.vn hoặc trang tin chính thức của truyền hình Thông tấn trên Facebook mang tên vnews_truyền hình Thông tấn. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin thời sự tiếp theo.